Chào buổi sáng mọi người. Lại là anh Sơn Nguyễn Fitness đây. Quá nhiều thực phẩm bổ sung ở đây. Buổi sáng thì làm ngay 5g creatine để cho nó đỡ bị quên. Nhiều khi công việc cả ngày bận rộn mà mình không để ý là quên không uống đấy. Mà creatine này thì nó cần mình phải duy trì nạp hàng ngày, mỗi ngày 5g. Ở bên Mỹ mới gửi về một đống các loại thực phẩm bổ sung, nhiều vãi trưởng. Citrus bergamot này, lipid này, à thôi, cái thực phẩm bổ sung này chắc là để video sau mình sẽ giới thiệu. Rất là nhiều thực phẩm bổ sung đã gửi từ Mỹ về, hôm tới thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Tính ra 1.5 tháng thì mình phải mất khoảng tầm 28 triệu tiền thực phẩm bổ sung. Đây, cho mọi người xem báo giá, nhìn sốc luôn. Đây là tính ra là của một brand có hai lọ này thôi đã $100 rồi này. X2 này, cái này là tổng là $124 này. Cái này cộng vào nữa là $721 này. Cộng thêm cả cái này vào nữa, nó rơi vào tầm hơn 1.230 mấy đô rồi. Đó, đấy là cái tiền thực phẩm bổ sung. Ok, vì hiện tại là bây giờ mình đang sử dụng khoảng tầm 28 loại thực phẩm bổ sung khác nhau. Có những loại thực phẩm bổ sung cần thiết đối với mình thôi, còn đối với anh em tập luyện amateur để có thể duy trì sức khỏe và một cái body fitness thì không cần thiết. Cho nên là ở video tới thì mình sẽ làm một cái chuyên về thực phẩm bổ sung để giới thiệu cho anh em những loại thực phẩm bổ sung mà mình hay sử dụng. Ok, và giờ quay lại chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là ăn gì buổi sáng để giúp chúng ta tăng cơ. Lý do các bạn khó tăng cơ đó là các bạn thiếu tinh bột. Ví dụ như mình trong cái giai đoạn booking này nhá, một ngày mình sẽ ăn khoảng 5 đến 6 bữa, có khoảng tầm 225g cơm như thế này. Tại sao phải ăn cơm? Như chúng ta đã biết ấy, cơm nó là một cái nguồn cung cấp tinh bột rất là tốt. Khi chúng ta nạp tinh bột vào, đường huyết trong máu sẽ tăng lên. Khi đường huyết trong máu tăng lên, insulin sẽ được bài tiết ra. Thì chính cái insulin đó, nó là cái hormone để dẫn các cái amino acid vào cơ bắp để giúp chúng ta tăng cơ. Đùi gà này, nó là protein đúng không? Nó là một cái nguồn cung cấp protein rất là tốt. Đùi gà, ức gà vân vân, whey vân vân. Thì khi chúng ta ăn đùi gà vào thì ở bên trong cơ thể của chúng ta thì cái protein đến từ đùi gà nó sẽ được phân giải thành các amino acid. Và cơm bằng insulin nó sẽ giúp vận chuyển những cái amino acid đó đến cơ bắp của chúng ta, từ đó là tăng cơ. Và rất nhiều anh em thất bại trong cái việc là booking tăng cân tăng cơ bởi vì là các anh em không nạp đủ tinh bột. Cho nên nhớ nhá, nạp đầy đủ tinh bột, ví dụ như mình, như lúc em nhận nói đấy, khoảng tầm 220 đến 250g cơm một bữa thì nó sẽ rơi vào tầm 60 đến 65g carbon hydrate. Thì mình sẽ chia ra khoảng tầm từ 5 đến 6 bữa. À, thiếu mất một thứ, đó là chất béo. Chất béo thì mình sẽ nạp từ trứng gà sống. Có nhiều anh em comment hỏi là ăn trứng gà sống, em mua trứng gà sống ở siêu thị về, à đâu, ở chợ về thì ăn có ok không? Nhưng mà bản chất là ăn trứng gà sống nó không tốt. Nó sẽ, chưa nói đến cái việc là nhiễm khuẩn nọ khuẩn kia, thì chúng ta sẽ, cái sự tiêu hóa, chuyển hóa dinh dưỡng của trứng gà sống này nó sẽ rất là kém. Kém hơn so với cả khi mà chúng ta luộc chín trứng lên rất là nhiều. Nhưng mà bởi vì nó ngon. Và cái trứng gà này của mình mua là trứng gà của Nhật. Đó. Nên là cái quá trình nuôi dưỡng con gà nó sẽ khác so với cả cái việc là anh em mua trứng gà ở chợ. Chi phí nó cũng sẽ ra cao hơn rất là nhiều. Nên là mình có thể ăn sống được. Trên mỗi quả trứng này nó sẽ có những cái dấu đỏ như thế này này. Mình vừa mới nói đấy, thì cái quả trứng này nó chuyển hóa dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng của quả trứng này để mình hấp thụ nó. Hấp thụ cái dinh dưỡng, hấp thụ cái protein đến từ quả trứng này nó rất là kém. Nó kém hơn so với cả trứng gà mình luộc chín rất là nhiều, nhưng mà mình nạp để lấy chất béo. Và cái thứ hai là nó ngon. Đó, đập vào đây. Mọi người nhớ nhá, trong cái giai đoạn booking này, chất béo cũng rất là quan trọng. Bởi vì chất béo nó là nguyên liệu để sản xuất ra testosterone này, rồi là hormone tăng trưởng GH này. Nói chung là không có hai cái hormone này thì đừng có nói chuyện tăng cơ, tăng keo gì cả, mất thì giờ. Cho nên là trong cái giai đoạn booking tăng cân, tăng cơ thì nhớ bổ sung đầy đủ fat và cơm nhá. Bình thường bữa sáng thì mình sẽ ăn cơm hoặc là ăn yến mạch và uống whey. Lý do tại sao lại phải uống whey? Bởi vì là buổi sáng thì thường mà để mà nhai gà thì nó khá là khoai đúng không? Khô, nhai trẹo miệng mất. Mà ăn cá hồi hoặc là ăn bò vào buổi sáng, cá hồi và bò thì nó khá là đắt đỏ. Cho nên là whey protein nó sẽ là một cái cứu cánh tốt nhất vào mỗi bữa sáng. Nên là sẽ là công cuộc chế biến.
cái trứng sống này không hề tanh nhá, ăn cực kỳ ngon, cực kỳ béo luôn. Khi mà mọi người đập vào cơm ấy, ăn nó kiểu nó ngậy ngậy ấy, ngon lắm. Chất béo từ một quả trứng cộng với cả chất béo từ đùi gà này là sẽ đủ chất béo cho bữa 1 và bữa 2 của mình. Vậy là đan 225g cơm, 250g đùi gà, một quả trứng. Triển thôi. Rau ở đây thì mình có rất nhiều, nhưng mà thi thoảng mình ăn, thi thoảng mình không ăn, bởi vì là mình đã uống đủ multivitamin và super green powder rồi, cho nên là hoàn toàn một ngày mình không thiếu fiber, không thiếu vitamin và khoáng chất. Ok. Ok. Giờ tiện ngồi đợi gửi tài liệu, chém gió với anh em một tí, đang tiện rời cà phê. Có khá nhiều anh em comment và đặt câu hỏi cho mình. Mình chụp lại một đống màn hình này. Rất là nhiều câu hỏi. Bắt đầu nha. Anh giải thích cách hoạt động của chất xơ cũng như là cách nó ảnh hưởng đến quá trình giảm mỡ được không ạ? Chất xơ à? Chất xơ ảnh hưởng đến quá trình giảm mỡ? Chất xơ ấy thì mọi người chỉ cần hiểu đơn giản, nó là một loại tinh bột, nó là một loại carbon hydrate phức tạp, nó có từ 3 phân tử đường trở lên. Thì cái việc mà tiêu hóa chuyển hóa chất xơ nó sẽ lâu hơn những loại tinh bột khác, bởi vì là chất xơ nó có nhiều phân tử đường hơn. Nhưng mà đơn giản thì chất xơ nó cũng sẽ có calo, một gram carb thì nó sẽ bằng 4 calo. Còn cái việc mà nó liên quan đến cái việc giảm mỡ ấy, thì thực ra là nó không liên quan lắm, bởi vì lý do tại sao mà chất xơ người ta hay nạp vào trong, nạp nhiều trong cái giai đoạn diet cutting, bởi vì là nó sẽ giúp chúng ta no lâu hơn. No lâu hơn thì chúng ta sẽ không thèm ăn linh tinh, từ đó là có thể là chúng ta sẽ ngẫu nhiên là thâm hụt được một khoảng calo rất là lớn từ cái việc là bụng của chúng ta no, chúng ta không ăn được. Gián tiếp thì cũng có thể nói là nó giúp chúng ta giảm cân giảm mỡ. Câu hỏi tiếp theo này. Em mới tập về và bị chê sau thấy tập lâu rồi mà vẫn không thấy đẹp lên. Nghe cũng buồn lắm anh, nhưng dặn lòng mấy hôm nay chưa đẹp, mai chưa đẹp, tháng sau chưa đẹp, nhìn tương lai sẽ đẹp, miễn em còn đứng ở phòng gym và tập luyện chuẩn chuẩn rồi em ơi. Tất cả những cái người mà họ chê bai em không đẹp hoặc là chê bai em bất cứ cái gì, họ là người xấu, họ không muốn nhìn thấy em thành công. Cho nên là đấy, anh nghĩ là em biết phải làm gì rồi đấy. Hãy thành công, hãy to lên. Tiếp theo, làm sao để khắc phục tập lưng mà em bị đau lưng dưới hay do tập sai form? Cái vấn đề đau này anh chưa biết là nó đến từ cơ hay là nó đến từ cột sống. Nếu mà đến từ cột sống thì chúc mừng em là em đã chấn thương rồi, thì em nên đi tìm gặp bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp để tìm hướng giải quyết, siêu âm rồi chụp MRI để tìm hướng giải quyết. Còn nếu mà em đau đến từ cơ, từ cái phần erector spiny, cái cơ dựng sống, các cái cơ dựng sống của em nó bị quá tải, thì em phải set up lại khẩn trương, plan tập luyện vào những cái ngày lưng. Ví dụ như ngày lưng thì em sẽ giảm bớt những cái bài compound mà nó gây áp lực trực tiếp quá nhiều lên cái phần lower back, cái phần lưng dưới, cụ thể đấy cơ dựng sống của em đi. Thì từ đó là dần dần em sẽ cải thiện được. Thay vì em giật barbell row thì em có thể là chest support barbell row hoặc là chest support dumbbell row, đó, vân vân. Cháu 16 tuổi đang tập để tăng cân nhưng lại bị chững, liệu có cách nào khắc phục không? Đấy, vừa lúc đầu video bữa sáng đã nói rồi đấy, thiếu tinh bột, nạp tăng tinh bột lên thì sẽ tăng cân tăng cơ. Ok, khi mà chúng ta ăn tinh bột vào thì insulin nó sẽ được tiết ra. Tiết ra để làm gì? Bởi vì khi chúng ta ăn tinh bột vào thì nồng độ glucose ở trong máu của chúng ta sẽ tăng cao. Thì cái insulin nó được tiết ra để nó đóng gói những cái glucose đấy, cất vào cơ bắp, cất vào gan. Ngoài ra nó còn có một cái nhiệm vụ là vận chuyển những cái amino acid, là chính là cái để có thể cấu thành nên cơ bắp của chúng ta đấy, vận chuyển những cái amino acid đó vào tế bào cơ đó. Cho nên là nếu mà thiếu tinh bột thì chắc chắn là không thể tăng cơ, cũng không thể tăng cân được. Ok, ok thôi, bây giờ đi tập thôi. Trong lúc tập thì sẽ trả lời thêm vài câu hỏi nữa của nhiều anh em. Có nhiều anh em đặt câu hỏi vui lắm, rất là ngộ nghĩnh. Ok, đi tập. Tình hình là hôm nay lại tăng tạ anh em ạ. Lắp pull down này, bây giờ kéo reverse grip phải lắp thêm một plate 10 vào rồi, add thêm 10kg vào rồi. Tiếp tục với chuyên mục trả lời câu hỏi. Ở đây có một bạn comment là: anh ơi, em tập theo anh được 1 tháng thì đo in body lại thấy tăng 0.5kg cơ và giảm 1kg mỡ. Nhưng sao khi em dùng thước dây đo các số đo 3 vòng và cả tay chân thì đều thấy giảm đi khoảng 1cm? Thì đương nhiên là mỡ nó mất đi thì nó phải giảm rồi, còn gì nữa. Còn cái 0.5kg cơ đấy, nó có thể đắp vào những cái chỗ mà em không đo tới. Ví dụ như là lưng này, hoặc là bắp chuối này. Đó, thì những cái số đo mà em không đo tới thì nó tăng ở chỗ đấy, còn nó giảm mỡ ở những cái chỗ mà em đo. Đó, không nhất thiết là em cứ phải tăng 0.5kg cơ là tay của em bắt buộc phải to và ngực của em bắt buộc phải to đâu nhá. Cơ bắp nó tăng chỗ nào thì mình có thể control được bằng việc là mình tập nhóm cơ đấy, nhưng mà giảm chỗ nào thì mình không control được. Nào,
Damn it. Câu hỏi tiếp theo. Tác dụng của đeo băng cuốn khuỷu tay là gì? Khuỷu tay mình khi tập thì không sao, nhưng khi về nhà sinh hoạt cá nhân thì một bên khuỷu tay lúc co giãn có tiếng cụp và bị nhói. Có cần thiết đeo băng cuốn không? Nếu mà thi thoảng mà cử động ấy, nó mà bị phát ra tiếng kêu này hoặc là nó bị đau thì có thể là một dấu hiệu của bệnh viêm gân. Có thể là bạn đang bị chấn thương. Còn cái việc là đeo cái băng cuốn khuỷu tay ở đây, anh em tập gym ấy, thì rất nhiều người bị một cái chấn thương gọi là tennis elbow. Nó là viêm điểm bám gân lồi cầu ngoài ở cái khuỷu tay này. Mình cũng bị. Cho nên mọi người thường thấy là mình hay cuốn cái bó khuỷu tay ấy. Đó, cái này thì khó, rất là khó để tránh khỏi. Nhưng mà khi mà đã bị chấn thương cái này rồi thì chúng ta sẽ có một số những cái phương án điều trị, như là đi siêu âm xem cái mức độ viêm của cái gân lồi cầu ngoài này nó có bị quá nặng không. Bị nặng thì chúng ta sẽ hướng đến phương án là tiêm corticoid và tiêm PRP là huyết tương dầu tiểu cầu đấy, thì nó sẽ giải quyết được vấn đề. Còn với trường hợp của bạn ấy, cử động bình thường mà bạn cảm thấy đau thì bạn nên đi khám. Còn thường ấy, khi mà bạn tập luyện ấy, adrenaline này rồi một số hormone nó sẽ giúp cho bạn giảm đau. Cái lúc bạn tập thì bạn sẽ không cảm thấy đau đâu, nhưng mà khi về nhà sáng hôm sau thì bắt đầu khi cử động bạn sẽ cảm thấy đau, thì đấy là bạn đã bị viêm gân, viêm điểm bám rồi. Cho nên là cử động thử đi, ngày hôm sau sau khi tập xong cử động thử, nếu mà thấy nó đau nhói thì nên đi khám nhá. Và nghỉ, đừng có động đến cái chỗ bị tổn thương đấy nữa để cho nó phục hồi, sau đó là tập lại. Còn một cái câu hỏi cuối này mắc hài luôn này, mọi người nghe nhá. Bạn cho hỏi, mình chưa thử nhưng nghe mấy anh tập gym nói tập quá bộ phận sinh dục bị rút teo đi do lượng cơ và chất dinh dưỡng nó rút ra để nuôi phần cơ bắp mình tập hả? Vì mình có xem các cuộc thi thể hình thì thấy có thể đúng. Mình hỏi để hiểu nên mong bạn trả lời. Phái trưởng, có nghĩa là phân tích một chút nhá. Bạn nghe mấy anh tập gym nói là tập gym thì bộ phận sinh dục sẽ bị teo đi vì nó rút chất dinh dưỡng từ bộ phận sinh dục chuyển sang cơ. Vãi trưởng, mình không biết là bạn nghe có đúng không, nhưng mà không có ai tập gym mà ấy đi nói thế đâu. Những cái người mà nói cái những cái câu này này, nó chỉ là những cái người rượu chè, lười biếng vận động, lười thể dục thể thao và chỉ tập trung vào gái gú thì mới thế thôi. Chứ còn anh em mà tập gym, chơi thể thao thì không bao giờ họ có suy nghĩ nó vớ vẩn, nó thiển cận như này đâu. Thường là những cái người lười biếng, lười vận động, rượu chè, bụng phệ thì là hay nói đều mấy bạn tập gym là chân tay to rồi lò xo rụt thế nọ thế kia. Để họ, có nghĩa là họ tự ti thì họ sẽ cố nghĩ ra một cái gì đấy để họ nói, để dìm xuống, bởi vì là họ tự ti mà. Đó, chứ còn những cái người tập gym thì chắc chắn là người ta sẽ không nói cái vấn đề này. Còn khi mà bạn xem thể hình, bạn thấy những cái bodybuilder họ rất là to, cái khối cơ họ rất là lớn, thực ra thì súng ống của họ vẫn sai như thế. Cái kích thước súng ống của họ vẫn như thế, chẳng qua là chân của họ quá to. Thì khi mà xét về mặt thẩm mỹ thì trông nhìn nó có vẻ bị bé lại. Nhưng còn thực ra là sai và cái kích thước nó vẫn cứ như thế thôi. Còn những cái ông mà rượu chè rồi ăn uống vô tổ chức, vô kỷ luật, lười vận động mà bụng phưỡn ra ấy, body fat nó tăng lên ấy, thì cái phần mu này nó sẽ bị tích mỡ và nó dày lên, thì trông cái lò xo nó mới bị rụt lại. Cái này thì là đúng phân tích khoa học nó là như thế đấy. Khi cái mu này mỡ nó bị tăng lên thì cái lò xo nó mới rụt lại. Chứ còn những người tập gym body fat người ta thấp, cái phần mu này nó hoàn toàn không có mỡ, thì đương nhiên trong lò xo nó sẽ phải to hơn, chứ không có lý do gì mà nó lại rút chất dinh dưỡng từ lò xo để nó bơm vào cơ bắp. Cái đấy nó, mình đâu có phải là alien đâu mà rút được kiểu đấy. Còn cái việc tập gym này nó sẽ giúp cho mình tiết ra hormone tăng trưởng, tiết ra testosterone. Mà chính cái testosterone đấy mà ông nào mà rượu chè, lười vận động thì testosterone sẽ thấp. Thì đương nhiên là súng ống rồi sức khỏe, rồi sinh lý, mọi thứ, testosterone nó quyết định mọi thứ của nam giới. Nó quyết định lên cái người đó có nam tính hay không, có hình thành cái sự nam tính của người đó hay không, nó quyết định bằng testosterone. Cho nên là tập gym này nó sẽ giúp cho cái nồng độ testosterone của các bạn cao hơn. Thì từ đó đương nhiên là các bạn sẽ, súng ống của các bạn sẽ khỏe hơn rồi. Làm gì có đoạn mà rút từ chỗ nọ bù ở chỗ kia, vớ vẩn. Ok, buổi tập hôm nay của mình cũng kết thúc rồi. Hôm nay đã trả lời rất là nhiều câu hỏi của rất nhiều những anh em tò mò, những thắc mắc nhiều câu hỏi, đầu thấy vui vãi trưởng ấy. Nha. Yeah.
Thì cảm ơn mọi người đã tiếp tục đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Giờ yoriyo ashita no tame ni isshoni ganbaro. Thanks for watching and see you in the next video.